Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn gương người trưởng bản năng động. Cuối chương trình là phóng sự phát triển trồng rau màu trên đất ruộng một vụ tại xã Song Khủa. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 8 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm tổng kết đánh giá công tác mặt trận năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Lý Văn Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình hoạt động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt là chương trình Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động được trên 4 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, vận động quyên góp ủng hộ tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân năm 2018 với tổng số tiền hơn 99 triệu đồng. Tiếp nhận và chuyển trao 617 suất quà có tổng giá trị trên 187 triệu đồng từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Bàn giao đưa vào sử dụng 25 nhà đại đoàn kết cho 25 hộ gia đình với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tổ chức bàn giao 80 con bò giống sinh sản cho 80 hộ gia đình tại các xã Trường Khoa, Quang Minh, Suối Bàng, Song Khủa, Liên Hòa. Quan tâm chi trả trợ cấp xã hội cho 818 người cao tuổi, cấp 4.328 thẻ bảo hiểm y tế cho 4.328 đối tượng là người cao tuổi. Phối hợp với Văn phòng Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa 14, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, được bà con nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng bản. Thời gian đầu còn nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ. Song với sự năng động nhiệt tình, ông Mùa A Là, bản Co Tràm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã từng bước bắt nhịp với công việc và trở thành vị trưởng bản gương mẫu, năng động trong công tác quản lý, điều hành công việc. Tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương người tốt việc tốt với nhan đề Người trưởng bản năng động. Dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ, luôn gần dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng vì sự nghiệp chung của bản. Vì thế, ông luôn được bà con quý mến, cấp trên tin tưởng. Để bà con trong bản nghe và làm theo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bản thân phải là người gương mẫu, uy tín. Vì thế, ông và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của bản. Cũng được sự tín nhiệm của nhân dân, thì mình cũng phải dùng hết khả năng của mình để nói để như thế nào cho bà con nhân dân ta phải hiểu và phải nắm được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân như thế nào. Và mình phải tuyên truyền để cho góc độ như thế nào cho để nhân dân hiểu và phải nghe được cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Cũng nhận được cái nhiệm vụ làm trưởng bản thì cũng là bắt tay vào cái chương trình thông mới. Và cũng tuyên truyền rất là nhiều. Và nhiều cái trình độ học vấn của mình cũng là hạn chế, cũng thì không thể đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân. Và cũng phải nhờ với tất cả những người có uy tín, người già làng, với các anh chị em mà làm trưởng bản khóa trước thì mình phải hỏi kinh nghiệm rất là nhiều. Cho đến thời điểm bây giờ thì cũng cảm thấy là mình gánh được cái chức trách nhiệm vụ của bà con nhân dân giao phó để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Đặc biệt hơn nữa mình phải đưa cái nhân dân là đi hàng đầu mới hoàn thành nhiệm vụ được. Trong cái nhiệm kỳ qua thì cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ được nhân dân giao phó cho mình để làm cái chức vụ trưởng bản. Với hai dân tộc Mông và Kinh cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 70%. Những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
cùng với sự hăng hái thi đua lao động sản xuất của bà con nhân dân, bộ mặt của bản Co Tràm đã có sự chuyển mình đáng kể. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Trong bản có nhiều hộ điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình như hộ anh Mùa A Báo, chuyển đổi từ gần 2 hectare trồng ngô sang trồng cây chanh leo. Thu nhập vụ đầu tiên ước đạt trên 600 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí, gia đình anh thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Thấy được hiệu quả kinh tế cao từ cây chanh leo, hiện có nhiều hộ đăng ký trồng chanh leo trong vụ mùa năm 2019. Nếu năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của bản chiếm gần 50%, thì đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng trên người trên năm. Trong đó có nhiều hộ đạt trên chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 30 triệu đồng trên người trên năm. Có được kết quả đó, có sự tuyên truyền, đóng góp đáng kể của trưởng bản Mùa A La. Với đồng chí là trưởng bản thì đồng chí là gần gũi với người dân, nhiệt tình giúp đỡ dân bản. Và từ lúc đồng chí là lên trưởng bản thì đồng chí đã tuyên truyền cho người dân là bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ ngày trước là người dân chủ yếu là chỉ trồng ngô với rong, bây giờ thì đã bắt đầu chuyển đổi cơ cấu trồng từ rong ngô sang trồng mận, trồng đào và trồng cây chanh leo. Và người dân cũng rất tin tưởng đồng chí là trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã mang được lợi nhuận cao kinh tế mang đến cho người dân. Từ khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, trưởng bản là cùng ban quản lý bản đã tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường, bê tông hóa các tuyến đường nội bản. Vì vậy, trong 3 năm từ năm 2014 đến năm 2017, bản đã bê tông hóa được 1.700 mét đường giao thông nông thôn. Hiện nay, tất cả các tuyến đường trong bản đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại. Để giữ cho đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, ông Là cùng ban quản lý bản đã vận động chi hội phụ nữ bản thành lập câu lạc bộ vì môi trường xanh sạch đẹp. Theo sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thực hiện mỗi tuần quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm một lần. Vì vậy, các tuyến đường trong bản luôn sạch sẽ, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm tôi công tác cùng đồng chí Là thì đồng chí Là cũng người bắt đầu bước vào trường bản thì người rất là trẻ thôi, nhưng mà đồng chí rất là năng nổ. Nhiều cái là đồng chí vận động người dân với lại nói với dân thì dân cũng rất là hiểu biết. Bản chúng tôi thì còn nhiều hộ gia đình khó khăn thì đồng chí Là cũng đã đến tận nhà vận động đồng chí đấy thay đổi cơ cấu cây trồng với lại cây ăn quả. Nói chung là đồng chí Là cũng rất là quan tâm với người dân. Nhận thấy con đường vào khu đất sản xuất rộng khoảng 300 hectare của bà con trong bản còn gặp nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu vận chuyển sản phẩm nông sản sau thu hoạch bằng sức người, hiệu quả kinh tế thấp, lại tốn nhiều sức lực. Vì vậy, trong năm 2018, ông đã bàn với ban quản lý bản, vận động bà con đóng góp được trên 100 triệu đồng để mở đường vào khu sản xuất. Hiện tại con đường đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông vận chuyển hàng hóa của bà con. Việc làm của ông Là đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân trong bản, được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao. Đồng chí Mùa A La trưởng bản Co Tràm thì chỉ là một đồng chí cũng trẻ, có trình độ năng lực. Thì khi mà được bà con tín nhiệm làm trưởng bản thì đồng chí cũng rất là nhiệt tình và cũng thực hiện tốt các cái nội dung chỉ đạo của xã tại cơ sở bản. Thế nhất là trong những năm gần đây là về triển khai xây dựng nông thôn mới, rồi là triển khai công tác xóa đói giảm nghèo ở bản thì đồng chí làm rất là tốt, huy động bà con là gần như là bây giờ bản Co Tràm là các cái tuyến đường nội bản là gần như là cũng bê tông hóa hết. Và đặc biệt là trong năm 2018 này thì đồng chí cũng đã vận động nhân dân tự thuê máy để đào mở đường đi vào khu sản xuất là chừng gần 2 km. Nên đồng chí cũng rất là năng động trong cái công việc lãnh đạo chỉ đạo bà con nhân dân. 7 năm làm trưởng bản, với những đóng góp của mình, những năm qua, ông Mùa A Là luôn được cấp ủy chính quyền xã Lóng Luông và huyện Vân Hồ ghi nhận khen thưởng, đánh giá là một trong những vị trưởng bản uy tín, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc, được cấp trên tin tưởng, nhân dân quý mến.
Thưa quý vị và các bạn, xã Song Khùa, huyện Vân Hồ là một trong những địa phương có diện tích ruộng lớn với trên 90 hectare. Trong đó có 50 hectare là đất ruộng canh tác một vụ. Để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, thời gian gần đây được sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn, nhân dân xã Song Khùa đã chuyển đổi một số diện tích đất ruộng sang trồng rau màu. Theo đánh giá bước đầu, cây rau sinh trưởng tốt và đem lại thu nhập khá cho nhân dân nơi đây. Để hỗ trợ nhân dân trong kỹ thuật canh tác phòng chống dịch bệnh, phát triển cây rau màu trên ruộng lúa một vụ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai dự án mô hình sản xuất rau an toàn tại bản Tàu Dầu, xã Song Khùa với quy mô 1,7 ha và có sự tham gia của 20 hộ dân. Đây là các hộ dân đã được hỗ trợ cung cấp hạt giống, phân bón và trực tiếp được các cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cách phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là hướng dẫn phương pháp sản xuất rau an toàn theo quy chuẩn Việt Gáp, từ cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly trước khi thu hoạch và việc ghi nhật ký sản xuất. Được chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Song Khùa tạo điều kiện, các ban ngành, đoàn thể xã cũng vào cuộc vận động bà con nhân dân. Thứ hai nữa là ban quản lý bản cũng như là bà con bản Tàu Dầu rất là ủng hộ cái chương trình mô hình thực hiện ở tại bản, để bà con, đây là mô hình đầu tiên bà con thực hiện sản xuất rau với số lượng lớn. Khi thực hiện mô hình này với mong muốn bà con có thể áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn để cung cấp các sản phẩm rau an toàn chất lượng. Thứ nhất là tiêu thụ ở trên địa bàn xã Song Khùa. Thứ hai nữa là để tiến tới phát triển mở rộng cung cấp ra thị trường. Là một trong 20 hộ tham gia mô hình sản xuất rau an toàn, gia đình chị Mùi Thị Ngoan, bản Tàu Dầu đã chuyển đổi 900 mét vuông đất ruộng một vụ sang trồng rau. Với các loại rau như cải bó xôi, cải mèo, cải bắp, súp lơ. Sau khi được đưa vào gieo trồng, các giống rau này đều phát triển tốt, nên ngay từ những lứa đầu tiên, gia đình chị đã cung cấp ra thị trường gần 400 kg rau thương phẩm với giá bán trung bình từ 4.000 đến 5.000 đồng trên kg. Gia đình chị đã thu về trên 2 triệu đồng. Nhìn những luống rau xanh non đang phát triển, chị Ngoan cho biết, so với trồng lúa, trồng ngô thì trồng rau màu đã đem lại thu nhập cao hơn cho gia đình. Trước đây trồng ngô chỉ thu nhập được có 2 triệu, nên năm nào được giá thì được có 3 triệu. Nhưng mà từ khi có dự án trồng rau này, gia đình tôi vừa thu đợt 1 thì được gần 2 triệu rồi. Nhưng mà tí còn có thu nhập thêm nữa. Gia đình chúng tôi thấy trồng rau này cũng có hiệu quả, cũng đạt. Nhưng mà nếu đề nghị với cấp trên có chỗ tiêu thụ, gia đình chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa nghề trồng rau. Cũng như gia đình chị Ngoan, gia đình bà Mùi Thị Phanh, bản Tàu Dầu đã chuyển gần 700 mét vuông đất ruộng của gia đình sang trồng rau. Trước đây, khu ruộng này chỉ canh tác được một vụ lúa và một vụ ngô, nhưng do giá cả thị trường và vốn đầu tư lớn nên thuận lợi mang lại rất thấp. Do đó, sau khi được cán bộ khuyến nông xã, huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, củ, quả, gia đình đã quyết định chuyển đổi diện tích đất ruộng trước đây sang trồng rau. Kết quả bước đầu đã mang lại thu nhập khá hơn so với trồng lúa và trồng ngô. Lúc đầu thì trồng lúa, nhưng mà thiếu nước thì gia đình lại chuyển sang trồng ngô. Trồng ngô thì lại không đạt hiệu quả. Thì bây giờ được bên hội khuyến nông giúp đỡ, bản chúng tôi được trồng mô hình rau sạch. Thì so với trồng ngô với trồng rau thì đến nay thì gia đình thu được ngần ấy, thì chắc chắn thì so với làm ngô thì làm rau thì được nhẹ công hơn mà lại được thu hoạch được nhiều tiền hơn. Đến nay, sau một thời gian triển khai mô hình sản xuất rau an toàn, nhân dân bản Tàu Dầu, xã Song Khùa đã cơ bản nắm vững kỹ thuật, quy trình canh tác rau trên đất ruộng một vụ, cây rau phát triển tốt. Để từng bước mở rộng mô hình trồng rau tại bản Tàu Dầu nói riêng và xã Song Khùa nói chung, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiếp tục phối hợp với xã Song Khùa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác, đưa việc phát triển cây rau gắn với chương trình nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trong thời gian tới.
Đơn vị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Hồ sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sông Khủa tiếp tục vận động bà con sản xuất rau an toàn, tiến tới thành lập các tổ hợp tác xã và thành lập hợp tác xã sản xuất rau an toàn tại xã Sông Khủa. Với mục đích là để thành lập các tổ hợp tác xã và sản hợp tác xã rau an toàn để thứ nhất đó là liên kết được cái thị trường, thứ hai nữa là để bà con để các tổ hợp các thành viên của hợp tác xã và tổ hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm sản xuất ra các cái loại rau đảm bảo tiêu chuẩn đúng quy trình. Để thứ hai nữa là thành lập các tổ hợp tác xã và hợp tác xã để có đầu mối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Theo đánh giá bước đầu của các cơ quan chuyên môn, cây rau màu hoàn toàn có thể được phát triển trên quy mô lớn tại xã Sông Khủa. Song, để cây rau thực sự trở thành sản phẩm có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, trong thời gian tới, lãnh đạo xã Sông Khủa cần chủ động phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn của huyện trong việc kiên cố hóa hệ thống tưới tiêu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định, tiến tới xây dựng thương hiệu rau an toàn tại xã Sông Khủa ngày càng phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.